Đi đi thực tế hải sai quá đi. Mình đang đi shopping thì nghe tin là bên studio đang có một cặp đôi đang chụp bó studio viết ba với cái concept là hoa tươi bàn tiệc bla bla bla. Nên là mình phải chạy qua mình review ngay lập tức cho mọi người liền. Đây là concept đặc biệt của mình nha. Khi mà mấy bạn book gói studio viết ba thì sẽ được set up concept như thế này nè. Bao gồm hoa tươi rồi nến rượu các kiểu. Nó sẽ lấy cảm hứng là từ một buổi hẹn hò lãng mạn đó mọi người. Bây giờ là đang thích test đèn nên mình được vô làm mẫu đó mọi người. Bạn chụp kiểu kiểu gì vậy nè mọi người. Như mọi người thấy á, thì chụp trong studio không hề nhàm chán, không hề buồn tí nào luôn đó mọi người. Đây là set 2 trong gói studio VIP 3 của tụi mình đó mọi người. Sau khi mà cô giáo chủ nhiệm quải quá mệt rồi, mình sẽ cho bắt đầu là quay cái concept, là cái mood nó nhẹ nhàng hơn một xíu, là cô giáo chủ nhiệm có thể là làm nghỉ em. Nhưng mà mình có một cái lời khuyên dành cho cô giáo chú rể là nếu mà bạn lo lắng là sẽ bị ngại trong một cái không gian hẹp thì bạn có thể tham khảo gói ngoại cảnh nha. Hôm sau mình sẽ review tiếp nha.